Đây báo cáo anh em 500 anh em nhá, trong câu lạc bộ làm đào nhá. Hôm nay mua máy của Long Cơ Đức Châu về để test thử. Lát nữa đây để test luôn. Để vậy đặt đào. Để test cho anh em con máy này làm quá ok. Chết luôn. Ok quá đứt rồi. Đây đúng là đại gia của Hà Nội đây.